Thưa quý vị, tuần mới được khởi đầu với thông tin tích cực về giá cao su xuất khẩu. Theo cuộc xuất khẩu Bộ Công Thương từ đầu tháng 6 đến nay, giá cao su xuất khẩu tăng mạnh, giá xuất khẩu tăng tác động tích cực đến giá thu mua trong nước. Giá cao su xuất khẩu bình quân hiện đạt hơn 1.500 đô la Mỹ một tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt hơn 580.000 tấn, trị giá trên 900 triệu đô la Mỹ. Giá mũ cao su xuất khẩu tăng tác động đến giá thu mua mũ cao su tiểu điền. Gần một tháng qua, giá mũ cao su tăng từ 330 đồng một độ lên 410 đồng một độ. Người trồng cao su phấn khởi vì suốt thời gian dài trước đó giá mũ luôn ở mức thấp. Giá mũ cao su và giá cao su xuất khẩu tăng cao mở ra triển vọng khả quan cho ngành cao su Việt Nam. Tổng diện tích cao su trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện đạt trên 133.000 hectare cao su là mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu. Do đó, cùng với việc duy trì sản xuất, chế biến, xuất khẩu của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đóng trên địa bàn, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân giữ diện tích cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản, diện tích cao su đang khai thác và có sự điều tiết hợp lý trong khâu chăm sóc để giữ chất lượng và sản lượng mũ, duy trì diện tích cao su tiểu điền. Bởi đây là một trong những cây trồng chủ lực của Bình Dương.